khán giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình talk show của chúng tôi ngày hôm nay. Bích Phượng xin hân hạnh giới thiệu talk show mới. Và talk show sẽ mang tên là Sức khỏe và an toàn thực phẩm. Và thưa quý vị, con người chúng ta thì sống mỗi ngày đều phải ăn. Và chúng ta ăn rất nhiều thực phẩm. Tuy nhiên, thực phẩm nào tốt, thực phẩm nào không tốt, và cách mình chuẩn bị thực phẩm cũng như là cách mình bảo quản hay là lưu trữ thực phẩm như thế nào, nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với ba vị khách mời đặc biệt. Và trước hết, Bích Phượng xin hân hạnh giới thiệu người ngồi bên kia, xa xa đằng kia, đó là khuôn mặt quen thuộc Anne Suki Thuận Hòa. Yes, hello Anne. Hi chị, chào quý khán giả. Thưa quý vị, Anne là herbalist năm đời gia truyền như quý vị biết rồi. Nhưng mà tại sao Anne lại có mặt ngày hôm nay? Pauline là supervisor của OC Healthcare Agency. Và Noah là lead inspector của OC Healthcare Agency. Hello Bích Phượng, xin mến chào. Chào chị Bích Phượng. Chào quý khán giả. Yeah. Xin mời Pauline nói sơ qua về nhiệm vụ của mình, công việc của Pauline ở healthcare. Ở Healthcare Pauline là giám sát City of Anaheim. Noah là Lead Inspector của thành phố Santa Ana và Fountain Valley. Nhiệm vụ của Noah với lại Pauline là thuộc về cái chương trình an toàn về thực phẩm và hồ bơi. Bích Phượng nhìn thấy hai bạn mặc áo t-shirt là Environment Health, thì là môi trường, nhưng mà lại sao có thực phẩm trong đó nữa ha? Thì cái Environmental Health là một cái division của Healthcare Agency. Chúng tôi giám sát rất là nhiều cái lĩnh vực trong cái environmental. Thì thực phẩm nằm là một trong những cái lĩnh vực thuộc về environment. Ngoài ra thì trong cái division chúng tôi còn có giám sát về hazardous waste material, về air quality, water quality và solid waste. Rất là nhiều chứ cái program. Giống như là không khí, bụi, rác rồi mình cũng quản lý luôn. Nhưng mà cái quan trọng là thực phẩm. Và làm sao mà mình ăn những thực phẩm nào mà mình không có bị bệnh? Ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi cái chủ đề đầu tiên. Chúng ta sẽ nói về một cái thực phẩm mà mình không thể thiếu được, đó là cơm. Và cơm thì rất là quan trọng, nhưng cơm thì nó tốt như thế nào? Và cơm có thể gây cho mình bị bệnh hay không ạ? Đúng rồi, thì Noah cũng nghe nói là cơm có thể gây bệnh đó. Pauline có thể giải thích cho Bích Phượng và quý vị hiểu như thế nào? Cơm có thể chứa vi khuẩn để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Vi khuẩn này gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Như vậy thì phần cơm thừa, hôm nay trời rất là nóng, thì cơm thừa Noah để ý thấy cơm thừa của Noah từ sáng đến giờ nó có mùi kỳ, nhưng mà cơm, cái màu cơm nó vẫn bình thường và nó chưa có bị nhão hay bị chảy nước. Thì theo Pauline thì có còn an toàn để ăn hay không? Cơm đó không an toàn, cơm đó phải vứt đi và nên rửa sạch kỹ cái nồi xong rồi trước khi nấu lại. Ngay cả khi cơm không có mùi là hoặc cơm không có bị vàng, nếu nó để ngoài lâu không nên ăn. Thì Noah vừa nói về cơm thừa, tức là cơm mình ăn không hết rồi mình để lại, mình chừa lại. Dạ đúng rồi. Thì thường thường á, có nhiều người họ ăn không hết, họ cứ nghĩ rằng ô, để tí xíu nữa ăn. Nhưng mà như Noah nói, bây giờ thời tiết rất là nóng thì rất là dễ bị hư phải không ạ? Dạ đúng rồi. Ngay cả mình để ở ngoài trên bàn cái tô cơm mình ăn không hết, hoặc là mình để ngay trong cái nồi cơm mà mình không có cắm điện đó, thì mình để như vậy lâu thì cái thời tiết nóng sẽ làm cho cơm bị hỏng. Như vậy thì cách nào mà mình bảo quản cơm, cách nào mà mình giữ cho cơm ngày sau ăn vẫn còn ngon và không có bị bệnh? Khi nấu cơm xong á, bạn nên chuyển nó vào hộp nhỏ để làm cho nó cơm nó nguội nhanh. Khi làm nguội bạn chỉ có thể để ở nhiệt độ phòng đừng có quá 2 tiếng. Sau đó đặt nó vào tủ lạnh. Okay. Nhưng không đậy nắp kín
hoặc chồng các hộp lên nhau. Nếu cơm thừa được bảo quản trong tủ lạnh, bạn hãy ăn trong vòng 3 ngày. Chỉ được 3 ngày thôi. Dạ. Sau 3 ngày thì mình phải quăng đi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao mình không được chồng? Tại vì khi mà mình bỏ cơm vào trong mấy cái hộp ấy, cái container rồi đó, thì mình có quyền mình chồng lên chứ. Tại sao mình không được chồng lên? Vì không có nên chồng lên vì nó rất là nóng. Mình phải làm cho nó cạn. Làm cho nó đừng có stack nó nhiều. Okay. The portion nhỏ ít và để cho tủ lạnh để nó nguội nhanh. Okay. Nhưng mà mình để cơm nó nguội ở ngoài xong rồi mình bỏ vào trong cái hộp được không? Rồi mình mới để vào tủ lạnh. Dạ được. Thì giải thích với chị Phượng là quý vị là như vậy. Thì bình thường thì quý vị hay kiếm một cái như mình đã nói thì cái hộp cơm, hộp để bự đúng không, để tiện bỏ vô tủ lạnh, thì mình dồn hết tất cả cơm thừa bỏ vào trong cái hộp rồi sau đó rồi mình đậy nắp lại rồi mình để vô trong tủ lạnh liền. Thì cái đó nếu mình bỏ vào trong tủ lạnh thì cái hơi lạnh trong tủ lạnh nó chỉ giúp cho làm nguội cái phần cơm ở bên ngoài thôi. Nhưng mà cái phần nhiệt độ cơm nó vẫn còn hâm hấp, nó còn hơi nóng, nó nằm ở bên trong cái hộp cơm. Thì chính cái môi trường và cơm cộng với lại nhiệt độ nó ấm như vậy thì tạo làm môi trường cho cái vi khuẩn nó phát triển và nó gây làm cho cơm bị hỏng nếu mình ăn bị ngộ độc thực phẩm. Thì ngay cả khi mình để trong những cái hộp nhỏ thì mình chồng những cái hộp nhỏ lên nhau thì nhìn chung nó vẫn là giống như là một cái hộp bự. Nó sẽ làm cho cái nhiệt độ ấm nó nằm ngay giữa, những cái hộp ngay giữa nó sẽ giữ cái nhiệt độ như vậy. Và cái những cái hộp cơm ngay giữa nó sẽ bị hư nhanh hơn là những cái hộp cơm nằm ở ngoài. Cho nên là không nên chồng những hộp cơm. Và chị Bích Phượng nêu một cái ý rất là đúng, đó là mình nên chia nhỏ cơm, những hộp nhỏ và để nó nguội ở bên ngoài trước. Rồi sau đó rồi nó nguội rồi mình nên để vào bên trong. Và để trong 3 ngày? Để, dạ, tối đa 3 ngày. Tối đa 3 ngày, dạ. Không được hơn. Noa vừa nói ngộ độc thực phẩm thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi mình thấy ngon mình ăn, hay là mình đói quá mình ăn, mà sau đó mình bị những cái triệu chứng như là ói mửa này nọ, thì cái đó là ngộ độc thực phẩm phải không? Dạ, thì Pauline có thể giải thích về các triệu chứng ngộ độc thực phẩm và mình nên làm như thế nào khi mình bị ngộ độc thực phẩm? Các triệu chứng của bệnh từ thực phẩm là buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Okay. Các triệu chứng có thể không xuất hiện ngay lập tức, mà có thể nhiều ngày sau hay nhiều giờ sau khi thực phẩm bị ô nhiễm. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, bạn nên đi gặp bác sĩ. Yeah. So Anne, ngày hôm nay Anne có mặt ở đây á, thì biết rằng Anne cũng đã hướng dẫn rất nhiều bệnh nhân về những người bị bệnh đủ thứ bệnh hết. Và trong khi mà một bệnh nhân mà bị ngộ độc thực phẩm thì em chắc cũng có biết phải không? À đúng chị. Thường á, nhiều người nói ăn cơm bao nhiêu năm nay cũng chưa chắc là bị cái gì, mà tại sao mình phải thay đổi? Đúng rồi, đúng rồi, ăn từ xưa đến giờ đúng rồi, đâu có bị gì đâu. Như vậy, đồng ý của mình á là cái gì cũng là cái khí. Thí dụ bao tử lá lách của mình, cái khí nó tốt á, là mình ăn cái đồ ăn vô, miễn cái đồ ăn nó có độc, mình cũng tiêu hóa được, mình cũng đẩy ra được. Giống như thí dụ bây giờ em đi ăn với chị ha, có hai người thì bị đau bụng, còn hai người thì nó thường hết. Là tại vì hai người kia á, cái dạ dày, cái khí nó tốt. Bữa ăn vô không có thấy ảnh hưởng cái gì hết. Nhưng mà cũng đừng có nên ăn, tại vì cái đó nó cũng là chất độc. Nên ăn vô, bây giờ mình không có bị cái gì, nhưng mà mình ăn nhiều á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bao tử, cái function của cái bao tử, tức là dạ dày bao tử nó sẽ yếu đi, thì nó không có, mai mốt á, là sẽ nhiều bệnh hơn. Thì nếu mà qua 3 ngày rồi thì đừng có nên ăn, bỏ vô tủ lạnh, mình để nó kỹ càng. Nếu mà lấy ra mình chưa chắc là thấy có mùi hay là nó màu vàng hay là cái gì, nhưng mà tốt nhất là đừng có thấy là tiếc. Sức khỏe là quan trọng hơn. Nếu mà mình biết cách ngăn ngừa thì mình sẽ không có để đến trường hợp mà mình bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng mà trong cái giây phút người ta quýnh quá, người ta không biết làm sao, thì có cái mẹo gì không? Nhà em á, là em có đậu xanh hoài. Đậu xanh á, thiệt ra nó là xả độc. Bởi nhiều người á, nếu mà có uống thuốc bắc á, người ta biết là chừng nào uống thuốc bắc hay là uống thuốc tây á, không bao giờ uống đậu xanh. Tại vì uống vô á, là nó sẽ tan hết cái thuốc đi, tan hết cái chất thuốc.
bưởi đậu xanh á, nó là xạ độc, nó đồng thời nó cũng cái gì nó cũng sổ ra hết, nó cũng xả ra hết. Thì nếu mà mình ăn xong cái đồ nó có độc á, mình lấy đậu xanh, nhưng mà phải nhớ là cái đậu xanh phải có luôn cái da xanh luôn đó, vỏ đó cái vỏ đó. Thì mình nấu lấy khoảng chừng 1/4 cái cup, 2 cup cái nước, mình nấu khoảng chừng 2 tiếng vậy mềm hết rồi mình mới ăn. Đừng có ăn đậu sống nha, đậu sống cũng có độc nha. Nó là phải chín hết nó mới không có độc. Nấu cho chín mềm hết rồi xong rồi mình ăn, mà cái nước cũng uống luôn, tại vì nhiều người á bị có độc vô á là sẽ dễ bị tiêu chảy nè, hay là bị ói. Uống cái nước vô là nó bù lại cái chất nước, thì mình ăn cái đậu xanh thì nó giúp cho xả độc. Xưa đậu xanh nó giải độc, nó giải độc tạm thời. Đúng, tạm thời. Thì nếu mà thường á là mình ở nhà mình có liền á thì mình uống như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị có bệnh giống như là ói thường xuyên hay là tiêu chảy thường xuyên mà có máu đồ, phải kiếm bác sĩ liền. Thường thường đậu xanh nó mát phải không em? Đúng chị. Nhưng mà mát quá thì nó có ảnh hưởng gì tới cái thận của mình? Không, bởi mình phải lấy 1/4 thôi. 1/4 cup thôi, không có hơn, không có nhiều hơn. Mà lấy chỉ là uống xong rồi mình cảm thấy cái bụng không có đau nữa, mình cảm thấy cái người nó không có bị tiêu chảy nữa hay là cái gì nữa, hay là ói hay là cái gì đó, thì lúc đó là mình phải ngừng. Thì đông y là cái gì cũng là balance hết. Nói về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái nhiệt độ bảo quản thực phẩm và cái nhiệt độ mà khi chúng ta làm nguội thực phẩm để bảo quản cho dùng những lần sau nó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị để ý, tất cả những cái đồ ăn như là thịt, sữa, trứng chúng ta đều biết là phải để ở trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 41 độ F. Thì cái đó là mọi người đều biết. Thì hôm nay cái chủ đề là chúng ta muốn nói về cái quy trình mình làm nguội đồ ăn như thế nào cho đúng cách. Thì cái quy trình làm nguội cơm đó, nó được áp dụng cho tất cả các đồ ăn khác luôn. Như là sau khi thịt mình nấu, mình còn dư thịt, hoặc là mình nấu súp, thì cái quy trình làm nguội và phân nhỏ cái thực phẩm để mình bỏ vào trong tủ lạnh như thế nào cho đúng cách để cho nó ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, thì quý vị có thể áp dụng các bước mà chúng ta đã nói từ nãy đến giờ. Qua điều này thì tủ lạnh cũng có thể sinh bacteria, sinh ra bacteria, vi khuẩn. Đúng rồi. Cho nên hồi nãy polymer nó chỉ được 3 ngày trong tủ lạnh thôi. Và mấy cái thực phẩm khác cũng vậy. Không nên để lâu quá, đúng không? Ví dụ mình ăn không hết mình bỏ tủ lạnh. Mà mình nhiều khi mình quên mất tiêu luôn. Tuần sau cái này mình lấy ra mình ăn nữa là không được rồi đó. Bất cứ cái gì. Cái đó có một cái có điều là Noah đi kiểm tra nhà hàng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhà hàng, thì Noah hay thấy là rất nhiều người bỏ tất cả các đồ vào trong cái bọc ni lông hay là trong các hộp bự, sau đó rồi bỏ hết vào trong tủ lạnh và họ quên mất rằng là có cái hơi lạnh nó luân chuyển vào trong tủ lạnh. Và họ để những cái đồ plastic hay những cái hộp bự như vậy nó block, nó cản đi cái hơi lạnh, cho nên là đồ ăn nó không có được lạnh đều hết. Thì những đồ ăn làm như vậy cái tủ lạnh nó bị mất đi cái chức năng, nó không có work. Cái nhiệt độ không đủ để nó bảo quản. Dạ, nó không có làm nguội được. Tại vì họ cứ nghĩ như chị vậy đó, là như chị đã nói đó, là họ cứ đẩy hết vào trong tủ lạnh, họ đóng tủ lại và họ nghĩ là ok, nó sẽ nguội. Hoặc là họ chồng rất là nhiều đồ lên nhau. Đó thì là tại sao chúng ta không nên chồng những đồ ăn lên nhiều, là thành ra những cái đồ ăn nó không có đủ lạnh để nó nguội xuống dưới 41 độ F. Sẵn đây thì thí dụ như thực phẩm mình bỏ cho trong cái freezer đó, thì mình cứ người thấy người ta có freezer, người ta cứ để quanh năm suốt tháng là có tốt không? Cũng phải quăng luôn trong một cái thời hạn nhất định, đúng không? Hay là như thế nào? Mình quăng đi một cục thịt to như thế này thì mình cũng là uổng á, nhưng mà nhiều khi á nhiều quá rồi cái không nhớ nó là cái gì luôn á. Thành ra mình cũng phải cẩn thận về cái thời gian tính. Tóm lại đi chợ thì cũng mua nhiều quá. Em thường á, em ở nhà em làm đồ ăn đó. Thí dụ nói về Yến nha. Em label luôn cái ngày mà em bỏ vô freezer. Đúng rồi. Cái bịch nào mình cũng lên label hết. Tức là ngày nào mình bỏ vô, em bỏ luôn cái giờ nữa.
Yeah. Xong rồi lúc mà em lấy ra cái gì cũng ở trong freezer là 3 tháng thôi. Qua 3 tháng là em không có care là nó tốt hay không. Nói tới yến thì biết là em có bán yến và em đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân ăn yến để tiếp tục bồi dưỡng cơ thể sau khi mà chữa bệnh. Thì em có thể sẵn đây em cho biết một cái gì, có promotion gì về yến không? Chưa có promotion chị. Nhưng mà tại vì bây giờ thời tiết nó nóng á, nhiều người da mồ hôi. Thì nên ăn yến, tại vì yến nó là bù lại nước. Mỗi lần, tại vì em dạy học lại đó chị. Bởi rạo này em cũng bận lắm. Lúc mà em dạy học á, ở ngoài nó da mồ hôi nhiều như vậy á, thì tối em nói một chút, khoảng chừng nửa tiếng là em bắt đầu khan tiếng rồi. Xong rồi em phải có một cái ly yến á, em bỏ vô cái cup á, rồi em uống. Thì nó cho dựng lại cái cổ họng. Cho nên cái tầm mức quan trọng của yến là nó giúp cho người mình nó có thêm nước. Đúng chị. Và nó làm khi mà cơ thể mình có nước đầy đủ thì nó sẽ tốt những cái bộ phận khác như là phổi nè, là cái đầu tiên phải không em? Nhiều người không hiểu ha, tưởng ăn yến là nó tốt cho da, thì do không phải như vậy đâu. Chị biết baby mới sinh ra đó là tại sao cái da nó căng mà nó đẹp, nó hồng hào, là tại vì giống như cái sợi dây thun nó mới thì nó dạng được là nó có nước. Mình từ từ già đi nó mất nước, thì nó mất nước á, thì bắt đầu mình có mấy cái lằn nè, nhăn. Ăn yến vô là nó cho lại nước. Thì nó cho lại nước, nó không phải cho lại cái da, nó cho lại cái phổi. Thì lúc mà phổi mình nó có nước á, nó giãn được á, that's why cái da mình hồng hào. Nó tốt là như vậy. Nhưng mà em thiệt ra em là mỗi lần em dạy học á, thì em sẽ có một ly yến. Em phải, tại vì nói tới 2 tiếng lận thì cái cổ họng nó sẽ khô, cái gì nó cũng khô hết. Thầy đã trở lại về cơm của mình. Trước khi chia tay thì Bích Phượng xin mời Pauline Noa và Anne nói sơ qua về những cái điều mà quý khán giả cần nhớ khi mà chuẩn bị cơm, nấu cơm, rồi giữ cơm như thế nào, bao lâu, vân vân. Mời Pauline. Dạ. Khi nấu cơm là mới nấu xong là phải nhớ là đừng có để ngoài nhiệt độ quá lâu. Nhớ là phải nồi cơm rất là lớn thì phải làm cho nó nhỏ, để trong tủ lạnh cho nó nguội nhanh. Về thức ăn trong tủ lạnh đừng có quá 3 ngày. Mời Noa. Thì nếu mà quý vị muốn giữ cơm nóng trong lúc mình đang sử dụng cơm, nên nhớ là đừng có rút điện. Mình nên giữ nồi cơm nóng rồi cắm điện, để mà khi mà sử dụng xong rồi đó, mình muốn còn phần cơm còn thừa đó, mình muốn bảo quản đó, thì mình bắt đầu mình làm nguội. Mình mới phân nhỏ cái phần cơm thừa đó ra và bỏ trong các hộp nhỏ, để nguội ở ngoài nhiệt độ phòng không quá 2 tiếng. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào các hộp. Và đừng chưa hẳn là đậy nắp, mình mới để vào trong tủ lạnh và đừng cắt chồng các hộp lên nhau. Mời em. Thực ra em Anne là sức khỏe quan trọng lắm. Tại vì nhiều người ta tại vì em cũng là từ Việt Nam qua, em biết là Việt Nam, mình sanh Việt Nam á, mình cái gì cũng là đừng có tiếc. Ăn được là cứ ăn, nó không có hư, không có hửi được mùi là nó hư, là mình đừng có quăng đi. Nhưng mà đừng có nên, tại vì ăn như vậy á, là mình sẽ có bị bệnh, mình sức khỏe mình còn yếu thêm nữa, thì mai mốt sẽ nhiều bệnh hơn nữa. Thì đừng có nên ăn cái gì mà nó ăn đó đúng, mà giữ cái sức khỏe của mình. Ok. Cảm ơn Anne, cảm ơn Noa và Pauline rất nhiều ngày hôm nay đã nói về một cái đề tài mà rất là thiết thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là nói về cơm. Và kính thưa quý khán thính giả, hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đón xem chương trình Sức khỏe và An toàn thực phẩm trong những show kế tiếp. Bích Phượng xin ngừng ở đây, và nếu mà quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin liên lạc với số phone hiện trên màn ảnh. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn show tới. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị khán giả.